Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Liên quan đến các thông tin và các thông báo mới của lãnh sự quán, thì Điệp tiếp tục cập nhật thông tin với cô chú và các anh chị một thông báo mới của lãnh sự quán được cập nhật ngày hôm nay ngày 3 tháng 9. Thông tin này liên quan đến các câu hỏi mà cô chú và các anh chị cần liên hệ với lãnh sự quán để hỏi thăm về visa và giấy khám sức khỏe và các giấy tờ khác. Xin mời cô chú và các anh chị cùng xem chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nhé. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Theo thông tin mà Điệp cập nhật được vào ngày hôm nay, thì trên website của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã có đưa ra thông báo liên quan đến các câu hỏi gửi cho lãnh sự quán để hỏi thăm về hồ sơ bảo lãnh, visa và các giấy tờ khám sức khỏe và cũng như là các thông tin khác. Thông báo này do có liên quan đến các câu hỏi với lãnh sự quán, cho nên thì lãnh sự quán đã đăng trên website thông qua đường link này trong phần Inquiry Form. Điệp sẽ để đường link này trong phần mô tả để cô chú và các anh chị có thể tham khảo. Trong phần gửi inquiry form của lãnh sự quán, như các thông tin trước đây thì Điệp cũng đã có thường hay đề cập tới đơn inquiry form này. Đối với lãnh sự quán thì nếu như chúng ta muốn liên lạc với lãnh sự quán để hỏi thăm các hồ sơ bảo lãnh cũng như là các vấn đề về visa thì chúng ta sẽ gửi đơn inquiry form này cho lãnh sự quán. Và đây là thông báo mới nhất. Do chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19, và để đảm bảo an toàn cho nhân viên và đương đơn, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng các dịch vụ lãnh sự thông thường ít nhất đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Do chúng tôi đang nhận số lượng lớn câu hỏi gửi tới và để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi gửi tới theo đúng thứ tự và chỉ ưu tiên trả lời các trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Chúng tôi hiểu rằng sự bất tiện lớn này có thể dẫn đến việc hết hạn của kết quả khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan khác. Hãy yên tâm rằng sau khi phong tỏa kết thúc, chúng tôi sẽ làm việc với các đương đơn để thực hiện thủ tục khám sức khỏe mới và cập nhật các giấy tờ đã hết hạn. Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc trùng lắp sẽ làm càng gián đoạn lâu hơn thời gian trả lời của chúng tôi. Và với thông báo này của lãnh sự quán thì cô chú và các anh chị có thể thấy là lãnh sự quán sẽ đóng cửa tạm ngừng làm việc ít nhất là đến hết ngày 15 tháng 9. Có nghĩa là ngày 15 tháng 9 đây là dự kiến thời gian mà có thể mở cửa lại. Tuy nhiên thì cũng tùy theo trường hợp là nếu như tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội chỉ thị số 16 thì có thể là ảnh hưởng tới việc mở cửa lại của lãnh sự quán. Cho nên thì việc này thì Điệp sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật với cô chú và các anh chị nếu như có những thay đổi nào mới. Và trong thông báo này thì lãnh sự quán đã nhận rất nhiều câu hỏi gửi tới. Trong lúc này thì rất nhiều cô chú và các anh chị đang rất là sốt ruột để hỏi về hồ sơ của mình cũng như là visa đang chờ được lãnh sự quán cấp ra. Tuy nhiên, như cô chú và các anh chị cũng biết, lãnh sự quán cũng đã phải đóng cửa và nhân viên lãnh sự quán hiện nay cũng chỉ có một số người làm việc ở bên trong để giải quyết một số công việc có tính chất cấp bách. Vì vậy thì các hồ sơ thông thường cũng như là các visa thông thường mà cô chú và các anh chị đang chờ thì hiện nay đang phải tạm ngừng. Vì vậy nếu như chúng ta có gửi câu hỏi cho lãnh sự quán thông qua inquiry form này thì như lãnh sự quán đã có đề cập thì lãnh sự quán sẽ xem xét trả lời từng câu hỏi theo thứ tự và chỉ ưu tiên cho những trường hợp đặc biệt khẩn cấp thôi. Vì vậy thì nếu như cô chú và các anh chị đã có gửi inquiry form cho lãnh sự quán thì có thể thời gian chúng ta nhận được câu trả lời từ lãnh sự quán sẽ kéo dài hơn. Trước đây khi mà chúng ta liên lạc với lãnh sự quán thông qua inquiry form này thì chúng ta thông thường chờ khoảng 1 đến 2 ngày làm việc. Tuy nhiên theo thời gian hiện tại thì có nhiều hồ sơ đã có chờ thêm khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần và có nhiều hồ sơ thì không được lãnh sự quán phản hồi lại. Vì vậy thì tùy theo câu hỏi của cô chú và các anh chị cho nên thì chúng ta mới có thể nhận được câu trả lời từ lãnh sự quán. Thời gian vừa qua thì có nhiều cô chú và các anh chị cũng rất lo lắng về việc hết hạn khám sức khỏe và cũng như là các giấy tờ khác giống như là lý lịch tư pháp số 2 hoặc là các giấy tờ mà đã nộp cho lãnh sự quán. Và như trong thông báo này thì lãnh sự quán họ cũng đã có đề cập.
là lãnh sự quán họ cũng hiểu được việc giãn cách xã hội này, việc ngừng làm việc này thì cũng có ảnh hưởng tới việc hết hạn của khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan khác. Và lãnh sự quán đã trấn an là kêu cô chú và các anh chị chúng ta yên tâm. Khi nào mà lãnh sự quán mở cửa làm việc trở lại thì lãnh sự quán họ sẽ thông báo cụ thể thì chúng ta cần phải làm gì tiếp theo. Vì vậy, nếu như cô chú và các anh chị chúng ta cũng đang có các thắc mắc là về hết hạn của kết quả khám sức khỏe hoặc là các giấy tờ mà cô chú và các anh chị đang cần phải gửi bổ sung cho lãnh sự quán, thì Điệp nghĩ là cô chú và các anh chị chúng ta nên chờ đến hết ngày 15 tháng 9 như thông báo này của lãnh sự quán. Bởi vì như trước đây vào ngày 23 tháng 8, thì lãnh sự quán họ cũng đã có thông báo và Điệp cũng đã có cập nhật với cô chú và các anh chị là lãnh sự quán họ đã có đề nghị là chúng ta không gửi bất kỳ các bưu phẩm nào tới lãnh sự quán, giống như là gửi bổ sung giấy xanh R1 hoặc là R2, hoặc là gửi kết quả khám sức khỏe vào, hoặc là gửi hộ chiếu vào cho lãnh sự quán để chúng ta nhận visa. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, thì cô chú và các anh chị chúng ta cũng rất khó khăn trong việc làm hồ sơ bảo lãnh này. Và cũng như là lãnh sự quán, họ cũng có khó khăn riêng. Cho nên thì trong tình hình dịch bệnh này thì cô chú và các anh chị chúng ta nên kiên nhẫn, chúng ta chờ lãnh sự quán để họ giải quyết nha. Nếu có các thông tin nào mới thì Điệp sẽ tiếp tục cập nhật để cô chú và các anh chị chúng ta có thêm thông tin và yên tâm về các hoạt động cũng như là các thông báo hướng dẫn mới của lãnh sự quán. Để cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.